đợi tớ sẽ đợi. Rồi, chào tất cả nhà, mà hôm nay mình sẽ có một video để cho các bạn coi cái trẻ em vùng cao thì học toán của các em, coi khả năng của các em như thế nào. Em tên chi? Tên Lê Hào Trần Leo kia đã. Em bên này tên gì? Kiệt. Ừ, chưa vào. Gia Bảo luôn. Trời, Gia Bảo đẹp trai ấy. Cả hai còn yêu chưa? Chưa. Bi đang có chưa? Chưa. Rồi chưa chưa anh đố cô toán đây. Hai cộng một bằng bao nhiêu? Bi mấy? Cộng một bằng bằng Đây hai, Vi lấy hai này, hai với một, hai một mô, với hai đếm. cộng một, hai cộng một bằng ba. Rồi, Vi đang đang Vi viết bằng ba. Biết tính. À, Biết tính. Vi rồi. Vi học lớp 7 rồi, mô giáo mấy? Năm. Năm tuổi. Đọc lớp 5 tuổi một cháu. Nhập vào lớp mấy? Lớp ba. Lớp 12 phải không? Ba. Là ba. Rồi chứ hỏi Bi tiếp, Bi một giáo thì Bi Gia Bảo là Gia Bảo biết đấy, chứ hỏi Bi ý. À, 2 cộng 2 bằng bao nhiêu Bi? Hai cộng hai bằng Bi lấy tay Bi tính đi. Đây, 2 với 2. 2, 2, 2, 2, 2 cái, bên này 2. Bên này 2, rồi tính là một cả hết là bao nhiêu? hai cộng hai bằng bằng bốn. À, 4 à, được, rồi. Rồi chứ... hỏi Gia Bảo ấy. 7 cộng 7 bằng bao nhiêu? Cộng mấy? Ừ. Cộng mấy là bằng Đếm 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 tay về chân. Đếm tay. 7 cộng 7. bằng vôn, Bằng mấy? bằng 14. Đúng rồi. Được. Giỏi em. Sau này ước mơ của các em làm gì? Bi. Bi ước mơ sau này làm gì? Tôm mẫu. Tô mô. Tôm mẫu. Ước mơ Bi muốn làm gì? Bi muốn làm giống như làm công an hay là bác sĩ? Sư nhân. Làm sư nhân. Làm bộ đội. Làm bộ đội à? Ước mơ bộ đội. Rồi Gia Bảo ước mơ làm gì? Làm bộ đội. Bộ đội rồi. Rồi sau này để mà đi đánh giặc ấy, Làm bảo bảo vệ đất nước, đất nước. chúc chúc hai em thành công ấy, với ước mơ của mình. Bắt tay nào, tạm biệt. Tạm biệt, hẹn gặp lại, bye bye. Bye bye. Rồi.